Tiếp tục là một thông tin giao thông cũng ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 11 tháng 12, phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết thời hạn tạm ngưng xử phạt đối với ô tô kinh doanh vận tải không lắp camera sẽ là đến hết ngày 31 tháng 12 của năm 2021. Trước đó theo nghị định 120/2019 quy định từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ kể cả người lái xe trở lên và xe vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo phải lắp camera ghi lưu trữ hình ảnh trên xe trong suốt quá trình tham gia giao thông. Tuy nhiên thì đến ngày 1 tháng 7 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chính phủ đã quyết định lùi xử phạt vi phạm hành chính đối với những cá nhân tổ chức chưa lắp camera giám sát ở trên xe tải, xe khách quy định theo nghị định đến hết ngày 31 tháng 12.